đều là những mạnh thường quân hỗ trợ. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Trang TV chuyên về vlog. Hôm nay 19 âm lịch tháng 7 mình rồi cô chú anh chị ơi. Nhằm 26 tây tháng 8 năm 2021. Thì hôm nay là ngày thứ hai bắt đầu. Ngày thứ nhất bắt đầu được giãn cách xã hội tiếp theo. Thì có thông báo mới là tới 5 tây tháng 9 tiếp tục. Thì em cũng nhận được một số xuất rau củ quả hỗ trợ của các cô chú anh chị ở thiện nguyện, cô chú cho gửi, không thể từ chối được. Và có bọc cà chua này thì là em đặt mua khi sáng. Còn bông súng dưới bạc hà này là khi sáng có chú đó ghé gửi cho. Thì hôm qua thì có nhắc canh chua rau muống, định nấu canh chua rau muống nhưng mà không có đủ nguyên vật liệu để nấu, thì sáng nay được cho, tôi rất là may mắn luôn. Cái này là bông súng, còn bột này là bạc hà. Wow, bạc hà người ta cắt sẵn khúc khúc luôn rồi cô chú, cộng nào cộng nấy rất là mập luôn. Đó, cho sẵn hai trái chanh luôn. Người ta biết thế nào cho cái này á, thì chủ yếu là xào hoặc là nấu canh chua, thì cho tặng kèm hai trái chanh nữa. Còn bột cà chua này là em mua nha cả nhà. Cà chua này là em mua, em đặt trên nhóm đi chợ hộ á, đi sáng mua, định đâu có nhiều thực phẩm như vậy, nếu như biết nhiều được cho nhiều gì á thì đâu có mua, để dồn quá chừng. Tại vì khẩu phần á, khẩu phần gia đình người ta gửi, khẩu phần cho từng gia đình, từng còn dưa leo này, dưa leo trái đẹp đẹp này là của anh ở gần, ảnh ở dưới quê vợ gửi lên, ảnh gửi tặng một ít ăn lấy thảo, mấy trái dưa trái thẳng này với một ít đậu bắp. Còn củ cải đỏ bí đao với khoai ngọt là em mua đợt trước, còn đánh ăn hết mấy cái củ cải đỏ với khoai ngọt với bí đao thì mới mua tiếp. Thành ra mua có một bọc cà chua hả, đặt hôm qua tới. Rồi chiều hôm qua thì một số cô chú anh chị gửi các xuất hỗ trợ, đa số là đậu bắp là nhiều nha cô chú anh chị. Tại vì đậu bắp trồng rất là dễ, với lại nông dân tỉa đậu bắp á thì nó mau thu hoạch, thành ra là bình thường á đậu bắp rất là nhiều. Vào mùa giãn cách xã hội này á thì cái nguồn đậu bắp là nhiều nhất, mà đậu bắp cũng dễ ăn. Ví dụ như tháng 7 này cô chú anh chị nào ăn chay á thì mình luộc cái mình chấm với chao, người ta hay nói là dôi chấm ốc khỉ đó, món đó cũng rất là thông dụng và ngon. Còn dưa leo này là dưa leo cũng của các mạnh thường quân với nhóm thiện nguyện gửi. Dưa leo trái nhỏ nhỏ này thấy gì chứ ngon lắm luôn cô chú anh chị ơi, mình luộc á rồi chấm nước tương cũng rất là ngon. Đó, trời, lương thực hoành tráng luôn rồi, rất là nhiều.
Đây là ăn đủ ba mùa mưa luôn. Cà chua này em định mua là để ăn sống với lại chiên cơm đồ ăn. Với lại em sốt sốt cà chua với tương hột. Thỉnh thoảng thì em ăn sống xào cà chua. Mới vừa mua bọc này xong thì sau đó thực phẩm tới, rau củ quả tới ồ ạt luôn, cũng rất là may mắn luôn. Thì như vậy là nguyên cái sạp rau củ quả này em ăn chắc cũng cỡ 5-6 ngày. Thử cái bọc bọc bạc hà này coi bao nhiêu ký. Sáu trăm gram. Cái cần em để dành cân gửi bông trang ship cho khách đó. Được hai trái chanh. Hai trái chanh này chắc để dành quậy nước uống. Những quà cứu trợ rất là ý nghĩa luôn. Thì hôm qua thì em có nhận được gạo với trứng của địa phương gửi, cũng rất là ý nghĩa. Đó thì qua qua một cái video ngắn này á, thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị trong đội thiện nguyện, trong nhóm thiện nguyện, trong nhóm đi chợ hộ. Rồi em gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân đã đóng góp rau củ quả để chia sẻ cùng mọi người ở các hộ gia đình không tiện đi chợ ra ngoài, cho nên cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Em xin cảm ơn địa phương đã tạo điều kiện cho những anh chị cô chú trong đội thiện nguyện có thể đi phân phát rau củ quả. Đây là bạc hà. Bạc hà, cà chua.